Chào các em. Qua hai buổi học phía trước là chúng ta đã tìm hiểu về lưu huỳnh, hợp chất H2S, hợp chất SO2 và hợp chất SO3. Buổi học online hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện tập lưu huỳnh H2S, SO2 và SO3. Nội dung của chúng ta gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là cô sẽ củng cố lý thuyết cho các bạn. Phần thứ hai là đưa ra các câu hỏi lý thuyết. Và phần thứ ba là các bài toán cơ bản trọng tâm của lưu huỳnh H2S, SO2 và SO3. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, củng cố lý thuyết. Cô có một cái bảng thống kê về tính chất vật lý cũng như tính chất hóa học của H2S, SO2 và SO3 như sau. Các bạn cần nhớ những cái điểm quan trọng nào nè. Thứ nhất là H2S của chúng ta là một chất khí không màu, có mùi gì các em? Có mùi trứng thối và đặc biệt là rất là độc. Lưu huỳnh là chất bột màu vàng. SO2 là chất khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí, ảnh hưởng đến hệ hô hấp và môi trường, là một trong những nguyên nhân gây hiện tượng mưa axit. SO3 ở điều kiện thường là chất lỏng không màu. Vậy thì tính chất vật lý chúng ta chỉ nhớ một vài đặc điểm quan trọng như thế thôi. Sang phần tính chất hóa học, các bạn cùng quan sát trục số oxy hóa của lưu huỳnh. Lưu huỳnh trong H2S là -2, lưu huỳnh đơn chất 0. Lưu huỳnh trong SO2 có số oxy hóa là +4, lưu huỳnh trong hợp chất SO3 có số oxy hóa +6. Vậy thì khử tăng, O giảm, dẫn đến H2S lưu huỳnh -2 chỉ tăng tính oxy hóa, thể hiện tính khử mạnh. Lưu huỳnh 0 tăng số oxy hóa, thể hiện tính khử. Lưu huỳnh +4 tăng số oxy hóa, thể hiện tính khử. Lưu huỳnh ngoài tăng số oxy hóa ra thì lưu huỳnh đơn chất còn khả năng giảm số oxy hóa, vậy nó sẽ thể hiện tính oxy hóa. Tương tự, lưu huỳnh +4 trong hợp chất SO2 có khả năng giảm số oxy hóa xuống, cũng thể hiện tính oxy hóa tương tự lưu huỳnh. Ngoài ra, H2S của mình khi hòa tan vào trong nước nó trở thành dung dịch axit sulfuhydric, thể hiện tính axit yếu. SO2 và SO3 được tạo thành từ phi kim lưu huỳnh và oxy, suy ra nó là một oxit axit. Chúng ta sẽ đi cụ thể nhớ từng kiến thức ở mỗi bài như sau. Các em hãy cùng cô hệ thống lại bài hydrosulfur. Hydrosulfur tan trong nước tạo thành axit yếu, có khả năng tạo ra được hai loại muối, đó là muối trung hòa sulfur và muối axit hydrosulfur. Ngoài tính axit yếu, nó còn có tính khử mạnh, thể hiện ở các phản ứng sau: phản ứng được với oxy, phản ứng được với nước clo, phản ứng được với nước brom. Thì trong những cái phản ứng này, lưu huỳnh -2 bị oxy hóa lên mức oxy hóa là 0, +4 và +6. Ngoài cái mà chúng ta cần nhớ là tính chất hóa học, tính axit yếu và tính khử mạnh, chúng ta còn phải nhớ thêm đó là điều chế hydrosulfur trong phòng thí nghiệm từ hai hợp chất, đó là sắt 2 sulfur kẽm sulfur tác dụng với axit clohydric hoặc là axit sulfuric loãng thì chúng ta cũng sinh ra được hydrosulfur. Như vậy thì sau khi mà mình hệ thống lại cái phần hydrosulfur, tiếp theo chúng ta sẽ nhớ lại cái bài lưu huỳnh. Lưu huỳnh là một chất bột màu vàng, vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa. Tính oxy hóa chúng ta sẽ cho tác dụng với kim loại hoặc là tác dụng với hydro. Lúc này lưu huỳnh bị khử xuống mức oxy hóa là -2. Và các bạn nhớ thêm là các phản ứng này đều là có nhiệt độ, riêng lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân là ở nhiệt độ thường. Trong phần tính khử, tùy ở nhiệt độ khác nhau mà lưu huỳnh nó sẽ bị oxy hóa lên +4 hoặc là lên +6. Ngoài ra, do tính oxy hóa của F2 nó mạnh hơn O2, cho nên F2 sẽ oxy hóa lưu huỳnh lên mức oxy hóa cao nhất là +6. Sau khi mà chúng ta nhớ lại cái phần kiến thức của lưu huỳnh xong, chúng ta sẽ nhớ tiếp cái kiến thức của bài lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit. Chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh giữa lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit.
lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit đều tạo thành từ phi kim lưu huỳnh và oxy. Vậy thì suy ra nó sẽ có tính oxit axit. Vì oxit axit sẽ phản ứng được với nước, sinh ra được axit tương ứng. Mũi tên bên này là axit sulfuric hai chiều, bên đây là một axit mạnh, axit sulfuric là mũi tên một chiều. Thứ hai, cả hai hợp chất này đều cộng được với oxit bazotan để sinh ra muối, thì đây là canxi sunfit, bên đây gốc axit tương ứng là canxi sunfat. Tác dụng được với bazơ tạo ra được muối, thì mình lưu ý rằng SO2 axit tương ứng là axit sulfuric, nó có hai hydro cho nên nó có khả năng tạo được hai loại muối là muối axit và muối trung hòa. Tương tự H2SO4 nó cũng có hai hydro nên nó có khả năng tạo được hai loại muối là muối axit kali hydrosulfat và muối trung hòa kali sulfat. Ngoài tính oxit axit ra thì SO2 còn có tính khử, giống như lúc đầu cô đã nói, tính khử của SO2 nó thể hiện ở cái phản ứng là làm mất màu dung dịch brom. Lưu huỳnh của chúng ta sẽ bị oxy hóa lên mức oxy hóa cao nhất là lưu huỳnh cộng 6, vì SO2 sẽ làm mất màu nước brom, hoặc là SO2 làm mất màu thuốc tím thì lưu huỳnh cộng 4 nó cũng bị oxy hóa lên mức oxy hóa cao nhất là lưu huỳnh cộng 6. SO3 thì không có tính chất này, do lưu huỳnh của mình cộng 6 đã là cao nhất rồi, cho nên nó không thể nào thể hiện tính khử được. Ngoài ra, lưu huỳnh dioxit còn thể hiện tính oxy hóa, thì như các phần trước chúng ta đã học, thì SO2 nó sẽ phản ứng được với chất khử mạnh là H2S để sinh ra được lưu huỳnh kết tủa màu vàng. Thì trong cái phần nêu hiện tượng, chúng ta sẽ có cái phần giải thích hiện tượng là dẫn SO2 vào dung dịch axit sulfuhydric, hiện tượng xảy ra là gì. Thì phần này các bạn sẽ dựa vào phản ứng này để trả lời câu hỏi đó. Chuyển sang phần thứ hai là chúng ta sẽ đi vào từng câu hỏi lý thuyết cơ bản. Câu đầu tiên là viết phương trình chứng minh mỗi tính chất là một phương trình phản ứng. Vậy các bạn sẽ dựa vào những cái mà cô đã củng cố phía trên để trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất là lưu huỳnh có tính khử. Vậy mình chọn những cái phản ứng nào mà lưu huỳnh có số oxy hóa tăng sau phản ứng. Thì cô sẽ chọn cho mình cái phản ứng là lưu huỳnh phản ứng được với oxy. Thì lưu huỳnh không, nó sẽ tăng lên mức oxy hóa cộng 4. Lưu huỳnh có tính oxy hóa thì chọn phương trình nào lưu huỳnh giảm số oxy hóa xuống. Thì các bạn có thể chọn là lưu huỳnh phản ứng với kim loại hoặc là lưu huỳnh phản ứng với hydro. Thì lúc đó lưu huỳnh từ 0 nó giảm số oxy hóa xuống thành trừ 2. SO2 có tính khử, chọn phương trình tăng số oxy hóa, lưu huỳnh cộng 4 bị oxy hóa lên cộng 6. SO2 có tính oxy hóa, chọn phương trình lưu huỳnh giảm số oxy hóa xuống, cộng 4, bị khử, xuống mức oxy hóa 0. H2S có tính khử, thì chọn phương trình H2S lưu huỳnh trừ 2, bị oxy hóa, lên mức oxy hóa 0. H2S có tính axit yếu hơn axit clohydric, thì chúng ta nhớ cái quy luật là dùng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối, tái tạo lại axit sulfuhydric, hay là chúng ta sẽ đẩy được cái H2S ra khỏi muối. SO2 là oxit axit thì chỗ này các bạn có thể chọn phương trình tác dụng với bazơ hoặc là tác dụng với oxit bazơ hoặc là tác dụng với nước. Tương tự SO3 nó cũng vậy, chúng ta chọn tác dụng với nước, tác dụng với bazơ hoặc tác dụng với oxit bazơ. Nhưng mà chú ý rằng khi nó là một oxit axit thì số oxy hóa trước và sau phản ứng của lưu huỳnh là không thay đổi. Còn tính khử, tính oxy hóa thì số oxy hóa lưu huỳnh sẽ tăng hoặc giảm sau phản ứng. Đó là điều lưu ý ở cái câu số 1. Lúc các bạn chọn phương trình, các bạn phải lưu ý xác định số oxy hóa để chúng ta không có bị sai. Câu số 2 là hoàn thành sơ đồ phản ứng. Thì đây là một cái câu hỏi rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Cái khó khăn nhất của các em là lựa chọn phương trình phản ứng sao cho phù hợp. Các em cùng cô phân tích vào câu này nhé. Thứ nhất, phương trình số 1, natri sulfur, lưu huỳnh trừ 2 và sang hydro sulfur,
lưu huỳnh vẫn là trừ 2, là số oxy hóa không có đổi. Vậy là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương trình là lấy axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối. Cô chọn axit clohydric. Ngoài axit clohydric, các bạn có thể chọn axit sulfuric loãng H2SO4 vẫn được. Phương trình số 2, lưu huỳnh trừ 2 tăng lên lưu huỳnh 0, vậy suy ra rằng H2S thể hiện tính khử. Các bạn chọn phương trình chứng minh tính khử của H2S. Lưu huỳnh 0 lên lưu huỳnh cộng 4 trong SO2, vậy suy ra rằng chọn phương trình phản ứng lưu huỳnh thể hiện tính khử. Phương trình số 4, SO2 lưu huỳnh cộng 4. Trong hợp chất natri hydrosulfit, lưu huỳnh vẫn là cộng 4, vậy SO2 là một oxit axit. Phương trình số 5, muối axit mà chuyển sang muối trung hòa, chúng ta sẽ dùng môi trường kiềm để trung hòa cái H hydro trong cái gốc muối axit. Thì cô sẽ có được natri hydrosulfit cộng với natri hydroxit, thì các OH này nó sẽ trung hòa với hydro ở cái gốc hydrosulfit để sinh ra muối sulfit. Phương trình số 6 thì lưu huỳnh trừ 2 sang tăng lên mức oxy hóa lưu huỳnh cộng 4, lưu huỳnh H2S thể hiện tính khử. Phương trình số 7, lưu huỳnh cộng 4 tăng lên lưu huỳnh trong H2SO4 là lưu huỳnh cộng 6, thì chúng ta chọn phương trình SO2 thể hiện tính khử. Phương trình số 8, H2S lưu huỳnh trừ 2 tăng lên lưu huỳnh cộng 6, thì chúng ta chọn phương trình H2S thể hiện tính khử. Thì các bạn ngoài dùng nước brom ra, chúng ta có thể sử dụng nước clo. Sang câu hỏi số 3 là một dạng viết phương trình hóa học biểu diễn sự biến đổi số oxy hóa của nguyên tố lưu huỳnh theo sơ đồ. Thì người ta chỉ cho mình cái số oxy hóa, thì các bạn phải tìm cho cô cái hợp chất tương ứng với số oxy hóa đó. Chẳng hạn lưu huỳnh trừ 2 thì nó nằm trong hợp chất H2S. Lưu huỳnh cộng 4 nằm trong hợp chất SO2. Vậy từ H2S mà muốn chuyển sang SO2, các bạn sẽ chọn phương trình cộng với oxy. Tương tự, lưu huỳnh từ cộng 4 mà sang lưu huỳnh 0. Cộng 4 là SO2 mà muốn thành lưu huỳnh 0, vậy SO2 thể hiện tính oxy hóa. Thì các bạn sẽ nhớ phương trình thể hiện tính oxy hóa của SO2 là cộng với chất khử H2S. Lưu huỳnh 0 sang lưu huỳnh trừ 2, từ 0 mà chuyển sang H2S, từ 0 giảm số oxy hóa xuống trừ 2, thì các bạn có thể chọn là phản ứng với hydro hoặc là phản ứng với kim loại. Thì trong hợp chất hydro sulfur hoặc là nhôm sulfur hoặc là sắt 2 sulfur thì lưu huỳnh có mức oxy hóa là trừ 2. Lưu huỳnh từ trừ 2 lên mức oxy hóa lưu huỳnh cộng 6, vậy lưu huỳnh cộng 6 là hợp chất H2SO4 hoặc là hợp chất SO3. Nhưng trong các phương trình lưu huỳnh trừ 2 mà sang lưu huỳnh cộng 6 thì chúng ta chỉ thấy cộng 6 nó thể hiện trong hợp chất H2SO4 thôi. Vì sao vậy? Tại vì đây là dung dịch, nếu mình chọn dung dịch thì SO3 nó cộng với nước cũng thành H2SO4. Cho nên khi các bạn lấy H2S dẫn vào nước brom thì H2S nó sẽ bị oxy hóa lên thành H2SO4 chứ không là SO3. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 4 là nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra. Cô có các thí nghiệm sau, các bạn cùng quan sát. Thí nghiệm đầu tiên là mình dẫn SO2 qua dung dịch brom. Vậy thì trong phần kiến thức mình đã học, SO2 sẽ khử được Br2 thành HBr. Br2 oxy hóa SO2 thành H2SO4. Hai axit tạo thành đều là hai axit không màu, nên hiện tượng các bạn quan sát được đó là mất màu dung dịch Br2. Thí nghiệm số 2, dẫn SO2 vào dung dịch axit sulfur hydride. SO2 có tính oxy hóa, H2S có tính khử, nên SO2 sẽ phản ứng với H2S sinh ra lưu huỳnh. Lưu huỳnh kết tủa làm cho dung dịch bị vẩn đục vàng. Thí nghiệm số 3,
dẫn SO2 qua dung dịch canxi hydroxit dư, thì điều mà chúng ta cần lưu ý đó là bazơ dư. Oxit axit phản ứng với bazơ dư sinh ra muối trung hòa, mà canxi sunfit của chúng ta là kết tủ có màu trắng. Chuyển sang thí nghiệm tiếp theo. SO3 cho vào dung dịch barycloro dư, thì SO3 là một oxit axit cộng với muối là phản ứng trực tiếp không xảy ra, nhưng mà chúng ta lợi dụng tính chất là SO3 nó tan tốt trong nước. SO3 cộng nước tạo axit sulfuric. Axit sulfuric là chất trung gian sẽ phản ứng tiếp tục với barycloro sinh ra kết tủa barysulfat, kết tủa có màu trắng. Thí nghiệm tiếp theo, mình dẫn SO2 qua dung dịch kali permanganate, mà kali permanganate là có màu tím. SO2 có tính khử, kali permanganate có tính oxy hóa, vậy chất khử sẽ phản ứng với chất oxy hóa để sinh ra kali sulfat, axit sulfuric và mangan 2 sulfat. Đây là những hợp chất dung dịch không màu, cho nên hiện tượng các bạn quan sát được là mất màu dung dịch kali permanganate. Thí nghiệm cuối cùng, khi chúng ta cho dung dịch axit sulfuhydride vào dung dịch cadmi nitrat thì đây là phản ứng trao đổi sinh ra cadmi sulfur, mà cadmi sulfur mình tra bản tính tan, đây là kết tủa có màu vàng. Vậy thì đối với những cái câu nêu hiện tượng viết phương trình phản ứng xảy ra, các em chỉ cần viết được phương trình phản ứng, sau đó nhìn cái sản phẩm, từ đó các em nêu được hiện tượng. Đây là một câu hỏi rất là quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 5 là câu nhận biết khí. Cô có 3 khí là khí SO2, khí H2S và khí CO2. Thì trong 3 cái khí này thì cô lợi dụng tính chất SO2 oxit axit, CO2 oxit axit, H2S có tính axit yếu khi hòa tan vào trong nước. Vậy thì cô sẽ nhận biết H2S trước bằng cách cô cho vào dung dịch đồng 2 nitrat. Thì đồng 2 nitrat nó sẽ phản ứng với H2S sinh ra kết tủa màu đen. Còn SO2 và CO2 là oxit axit, nó sẽ không phản ứng được với đồng 2 nitrat. Cho nên ở hai cái mẫu SO2 và CO2 là không hiện tượng. SO2 có tính khử, còn CO2 không có tính khử. Đó là điểm khác nhau giữa hai hợp chất này. Cho nên chúng ta sẽ dùng dung dịch brom, SO2 sẽ khử Br2 làm cho dung dịch brom bị mất màu, còn khí CO2 dẫn qua dung dịch brom là không hiện tượng. Vậy cuối cùng chúng ta đã phân biệt được 3 khí bằng hai dung dịch là muối đồng 2 nitrat và dung dịch brom. Ta có phương trình phản ứng như sau. Các bạn lưu ý rằng nếu các bạn chuyển dung dịch brom lên trên thì cả SO2 và H2S cùng làm mất màu dung dịch brom. Qua phần số 3 là các bài toán cơ bản. Dạng số 1 là lưu huỳnh phản ứng với kim loại. Đây là cái dạng toán rất là quen thuộc với chúng ta đây. Thầy Thống cũng đã hướng dẫn cho mình trong cái bài giảng ở phần số 1. Thì chúng ta cần hệ thống lại các bước làm như sau. Bước làm số 1 là viết phương trình. Bước số 2 là lập tỷ lệ mol. Lấy cái mol của đề bài chúng ta tính được, chia cho hệ số cân bằng. Nếu như mà cái tỷ lệ mol nào mà nhỏ hơn thì suy ra chất đó hết. Đối với những bài mà hiệu suất 100% thì chúng ta chỉ cần hạ mol chất hết trên lý thuyết đưa vào dòng phản ứng. Nhưng đối với những cái bài mà có hiệu suất thì các bạn lưu ý rằng hiệu suất là tính theo chất hết trên lý thuyết. Hiệu suất sẽ bằng lượng phản ứng của chất hết chia lượng ban đầu của chất hết. Thì các bạn chú ý, hiệu suất 100% là phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn hiệu suất mà nhỏ hơn 100% thì mình phải áp dụng công thức. Chuyển qua ví dụ số 1. Các bạn cùng quan sát đề bài ở câu số 1. Cô tóm tắt đề bài như sau. Một cái hỗn hợp 2,97 gam nhôm trộn với 4,8 gam lưu huỳnh đun nóng trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Lấy hỗn hợp rắn A tác dụng tiếp tục với HCl thu được hỗn hợp khí B. Thì các bạn nhấn mạnh ở đây hỗn hợp khí B
Vậy thì nhôm mà phản ứng với lưu huỳnh sẽ tạo thành nhôm sunfua. Nhôm sunfua cộng HCl thì sinh ra được khí bắt buộc phải có là khí hydro sunfua mà người ta gọi hỗn hợp. Vậy còn một khí nữa là khí gì? Trong khi lưu huỳnh của chúng ta không phản ứng được HCl mà phản ứng lại xảy ra hoàn toàn nữa. Vậy chứng tỏ rằng trong hỗn hợp rắn A phải có nhôm dư, vì nhôm dư cộng HCl sẽ giải phóng được khí hydro. Như vậy, cô và các em đã phân tích xong cái bài toán ở câu số 1. Chúng ta đi vào viết phương trình phản ứng. Chúng ta có nhôm cộng lưu huỳnh thành nhôm sunfua. Thì số lập tỷ lệ mol, lấy mol nhôm là 0,11 chia 2. Số mol lưu huỳnh là 0,15 chia 3. Thì mình lấy 0,15 chia 3 nó nhỏ hơn, vậy chứng tỏ là lưu huỳnh nó hết. Mà phản ứng xảy ra hoàn toàn, vậy chúng ta mạnh dạng đưa cái mol lưu huỳnh vào phương trình là 0,15. Tính qua được nhôm là 0,1, nhôm sunfua là 0,05. Vậy các chất trong A là gồm có nhôm dư và nhôm sunfua. Muốn tính được lượng nhôm dư thì các bạn lấy lượng nhôm ban đầu là 0,11 trừ cho lượng nhôm phản ứng là 0,1 sẽ tìm được lượng nhôm dư là 0,01. Phần trăm khối lượng của các chất thì mình sẽ lấy khối lượng của nhôm sunfua chia cho khối lượng của hỗn hợp A. Thì khối lượng hỗn hợp A có hai cách tính. Một là chúng ta lấy M của nhôm sunfua, chúng ta cộng cho M nhôm dư. Hai là chúng ta bảo toàn khối lượng là M của A bằng M của nhôm ban đầu cộng M lưu huỳnh ban đầu. Thì kết quả nó vẫn giống nhau. Ở câu C, tính tỷ khối hơi. Muốn có tỷ khối hơi là bạn phải có khối lượng trung bình của hỗn hợp B. Vậy muốn có khối lượng trung bình của hỗn hợp B, các bạn phải có mol của từng khí. Vậy từ số mol của nhôm dư và mol của nhôm sunfua, chúng ta sẽ tính qua được mol của từng khí. Có mol từng khí rồi, chúng ta tính được khối lượng mol trung bình. M trung bình sẽ bằng M hỗn hợp khí chia mol hỗn hợp khí. Có M trung bình rồi, các bạn sẽ suy ra tỷ khối hơi là bằng 15,5. Các bạn cùng cô chuyển sang câu số 2. Các bạn đọc đề câu số 2. Câu số 2 cô có thể tóm tắt đề bài như sau. 8 gram bột lưu huỳnh phản ứng với 11,2 gram bột sắt, nung nóng một thời gian với hiệu suất 80%. Như vậy đây là điểm khác nhau giữa câu 1 và câu 2. Câu 1 là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 2 của mình là có hiệu suất nhỏ hơn 100%. Mà một bài hiệu suất tức là các chất ban đầu tham gia phản ứng không hết, lưu huỳnh dư, sắt dư và sản phẩm được tạo thành là sắt 2 sunfua. Trong cái hỗn hợp rắn tác dụng HCl thì các bạn lưu ý cho cô một điều là lưu huỳnh của cô không phản ứng với dung dịch axit clohydric, chỉ có sắt 2 sunfua và sắt dư mới phản ứng được với HCl. Sau khi mà phân tích xong, các bạn sẽ cùng cô đi vào bài giải cụ thể. Chúng ta đi vào bài giải cụ thể như sau. Thì các bạn sẽ tính được cái số mol của lưu huỳnh, tính được số mol của sắt, viết phương trình phản ứng sắt cộng với lưu huỳnh tạo thành sắt 2 sunfua. Thì sau cái bước này, các bạn sẽ tìm tỷ lệ, lập tỷ lệ mol, coi cái chất nào hết trên lý thuyết để hiệu suất sẽ tính theo chất hết trên lý thuyết. Thì rõ ràng rằng 0,2 chia 1 nó nhỏ hơn 0,25 chia 1. Vậy là hiệu suất 80% sẽ tính theo sắt. Mà hiệu suất bằng lượng phản ứng chia lượng ban đầu nhân cho 100%. Suy ra 0,2 mol sắt ban đầu là ứng với 100%. Mà phản ứng chỉ có 80% thôi. Từ đó chúng ta dễ dàng tính được mol sắt tham gia phản ứng là 0,2 nhân 80% bằng 0,16 mol. Mạnh dạng đưa 0,16 mol vào dòng phản ứng, tính qua được lưu huỳnh phản ứng và sắt 2 sunfua tạo thành. Từ đó các bạn sẽ tính được cái lượng mol dư của sắt 0,2 trừ 0,16 bằng 0,04. Lưu huỳnh dư 0,25 trừ 0,16 bằng 0,09, sắt 2 sunfua giữ nguyên là 0,16.
Từ đó dễ dàng tính được phần trăm khối lượng của các chất trong cái hỗn hợp X lúc sau. Phần trăm khối lượng của sắt 2 sunfua sẽ bằng m của sắt 2 sunfua chia cho mx, mà mx theo bảo toàn khối lượng thì bằng m lưu huỳnh với m sắt ban đầu. Cái dòng này của chúng ta là dòng bảo toàn khối lượng, m hỗn hợp ban đầu bằng m hỗn hợp rắn lúc sau. Tương tự, chúng ta tính được phần trăm khối lượng sắt dư và phần trăm khối lượng của lưu huỳnh dư. Chuyển sang câu B, như là lúc đầu chúng ta phân tích, cái hỗn hợp rắn X là chỉ có sắt 2 sunfua và sắt dư mới phản ứng được với axit clonhydrid thôi, lưu huỳnh dư là không có phản ứng. Từ đó các bạn viết được hai phương trình. Và chúng ta sẽ đưa mol sắt dư là 0,04 và sắt 2 sunfua là 0,16 tính qua được axit clonhydrid tham gia phản ứng là 0,32 và 0,08. Cái lượng tham gia phản ứng này chỉ ứng với 100% lý thuyết, mà đề bài cho dư 25%, cho nên các bạn tính được cái tổng lượng thực tế là 125%. Có mol của HCl ban đầu rồi, các bạn sẽ suy ra được cái V dung dịch bằng N chia cho Cm và đổi ra được 250ml. Các bạn lưu ý cho cô, phản ứng là 100% mà nó dư 25 thì tổng là 125 mới ra được cái ban đầu. Câu số 3 là một cái phần nhỏ. Thay vì mình nói kim loại mình cộng lưu huỳnh thì mình sinh ra được cái hỗn hợp rắn là gồm có kim loại dư và muối sunfua được tạo thành, thì đây là một cái bài toán nhỏ trong đó. Chúng ta sẽ lồng ghép thêm một cái kiến thức nữa, đó là kim loại, muối sunfua tác dụng với axit clonhydrid và sau đó chúng ta lấy được cái hỗn hợp khí phản ứng được với chì nitrat để thu được kết tủa. Thì thêm một cái kiến thức nhỏ nữa, đó là khí hydro sunfua phản ứng với chì nitrat sinh ra kết tủa. Tóm tắt đề bài như sau. Thì các bạn thấy được rằng trong hai khí là khí hydro và hydro sunfua thì chỉ có hydro sunfua nó tác dụng với chì nitrat mới sinh ra kết tủa là BBS. Và dung dịch A của chúng ta là dung dịch nhôm clorua. Sau khi mà mình phân tích đề bài xong rồi, chúng ta sẽ đi vào cái bài toán bài giải cụ thể. Các bạn nghĩ bài này chúng ta viết mấy phương trình phản ứng? Một phương trình nhôm cộng HCl, một phương trình nhôm sunfua cộng HCl và một phương trình hydro sunfua phản ứng với chì nitrat. Sau khi mình viết phương trình xong, mình sẽ mấu chốt lại các dữ kiện. Cái số mol chì 2 sunfua tính được kết tủa là 0,042. Chúng ta đưa mol kết tủa, chúng ta tính qua được mol của hydro sunfua. Từ cái mol của hydro sunfua, chúng ta tính ngược lại mol của nhôm sunfua, mà khối lượng hỗn hợp là 2,424 g. Có mol nhôm sunfua, tìm được khối lượng của nhôm sunfua. Vậy mình chỉ cần lấy khối lượng hỗn hợp, mình trừ khối lượng nhôm sunfua thì mình sẽ ra được cái khối lượng của nhôm, suy ra được cái mol của nhôm. Cái mol nhôm này được dùng để xử lý cái dữ kiện để mình trả lời câu hỏi ở ý B. Sau khi mình có được cái khối lượng của nhôm sunfua và khối lượng của nhôm rồi thì các bạn dễ dàng tính được phần trăm khối lượng của nhôm và phần trăm khối lượng của nhôm sunfua bằng cách khối lượng, lấy khối lượng của từng chất chia cho khối lượng hỗn hợp là 2,424 g. Sang câu B, tính m dung dịch axit clonhydrid ban đầu thì các bạn có được cái mol của khí hydro sunfua thì chúng ta tính được số mol của HCl là 0,084. Từ mol của nhôm tính được mol HCl là 0,036, thì suy ra được tổng mol HCl trên phương trình tham gia phản ứng là 0,12. Mà đề bài cho dư 24%, như cái câu phía trên, trên phương trình phản ứng lý thuyết là 100%, mà thực tế nó dư thêm 24, thì tổng phần trăm của nó sẽ là 124%. Mình tìm được mol HCl ban đầu. Có mol HCl ban đầu, chúng ta sẽ suy ra được m chất tan. M chất tan bằng mol nhân m lớn, suy ra được m dung dịch bằng c, m dung dịch bằng m chất tan nhân 100 chia c phần trăm. Từ đó chúng ta có được cái kết quả của bài toán là 37,2 g.
Vậy đây là một bài tính toán ngược, từ các tổ chúng ta tính ngược lên phía trên. Một bài hiệu suất 100%. Dạng số 2 là H2S tác dụng với dung dịch bazơ. H2S của chúng ta có 2 hydro, do đó nó có khả năng tạo được hai loại muối là muối hydro sulfur và muối sulfur. Thì tương tự giống như phần 2, dạng toán SO2 phản ứng với kiềm, thì cô sẽ hướng dẫn cho các em lập toán tỷ lệ khi mình biết được số mol của H2S và số mol NaOH. Khi chúng ta lập tỷ lệ số mol natri hydroxit chia cho số mol của axit sulfur hydride, nó nằm trong cái tỷ lệ mol là 1:2. 1 là mất đi 1 hydro và cần 1 mol OH thì sẽ tương ứng tạo muối là hydro sulfur. Khi lập tỷ lệ bằng 2, nghĩa là nó mất 2 hydro và cần 2 mol OH để tạo ra được cái muối là muối natri sulfur. Vậy nếu nó nằm giữa 1:2 thì tạo ra được 2 muối. Nhỏ hơn 1 là tạo muối axit và H2S dư. Lớn hơn 2 là tạo muối trung hòa và bazơ dư. Nó tương tự giống như dạng toán SO2 phản ứng với natri hydroxit mà cô đã hướng dẫn cho các em ở phần số 2. Đi vào ví dụ cụ thể ở câu số 1. Thì bước 1 đầu tiên, các bạn tính cho cô cái số mol của H2S và số mol của NaOH. Cô cũng lập được tỷ lệ thức 0,2 mol natri hydroxit chia cho 0,15 mol của H2S thì ra được 1,33. Nó nằm trong khoảng 1:2 và suy ra tạo mấy muối nè các em. Nó nằm giữa 1:2 và nó sẽ tạo được 2 muối. Khi mà mình biết được tạo 2 muối thì có 2 cách làm. Một cách làm là bảo toàn nguyên tố, cách làm thứ hai là viết phương trình phản ứng. Viết phương trình phản ứng, chúng ta đặt A mol và B mol vào phương trình. Chúng ta cứ tính ngược lại mol của H2S và mol của natri hydroxit ở từng phương trình. Từ đó chúng ta có được hệ phương trình hai ẩn theo số mol của natri hydroxit và số mol của H2S. A mol cộng B mol thành bằng mol H2S, A cộng 2B bằng mol của NaOH. Từ đó dễ dàng tính được A và B. Chúng ta có được A và B rồi, chúng ta sẽ tìm được khối lượng rắn hay là khối lượng muối khan trong cái câu số 1 này chính bằng khối lượng của hai muối cộng lại. M của natri sulfur cộng với M của natri sulfur thì nó sẽ bằng 9,5 gam. Chuyển sang câu B, tính nồng độ mol các chất trong dung dịch X thì các bạn có công thức là CM bằng N chia V. Thể tích của khí ảnh hưởng không đáng kể đến thể tích dung dịch, cho nên thể tích dung dịch X các bạn vẫn nhớ cho cô một điều là lấy theo thể tích của dung dịch natri hydroxit. Chúng ta có được kết quả như sau. Nồng độ natri sulfur hydro sulfur sẽ lấy mol là 0,1 chia thể tích dung dịch không thay đổi là 0,4 bằng 0,25 m. Tương tự nồng độ của natri sulfur sẽ bằng 0,125 m. Qua câu số 2. Chúng ta cùng chuyển qua câu số 2. Câu số 2 là dẫn 4,48 lít khí H2S vào 500 ml dung dịch kali hydroxit 1m thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn tính m thì đây cũng là một bài toán lập tỷ lệ thức. Các bạn có được cái số mol của hydro sulfur, có được cái số mol của kali hydroxit. Vậy để biết được sản phẩm tạo thành, chúng ta cũng tính được tỷ lệ T hay là tỷ lệ K bằng mol kali hydroxit chia cho mol của H2S ra được 2,5 là nó lớn hơn 2. Vậy thì suy ra lớn hơn 2 là kali hydroxit của chúng ta dư và muối tạo thành là muối trung hòa. Từ đó các bạn biết được cái phương trình phản ứng và mạnh dạn đưa cái số mol của hydro sulfur là 0,2 vào phương trình. Từ đó ta tính được mol của kali hydroxit tham gia phản ứng là 0,4, kali sulfur tạo thành là 0,2. Và theo như các bài học trước thì M rắn của chúng ta sẽ gồm có kali sulfur và kali hydroxit dư.
Vậy các bạn sẽ dễ dàng được tìm được m rắn là lấy m của kali sunfua cộng với m của kali hydroxit và chúng ta sẽ có kết quả là 27,6 gram. Như vậy các em đã cùng cô tìm hiểu xong ví dụ ở câu số 1 và câu số 2 là toán lập tỷ lệ thức. Chúng ta sẽ chuyển sang dạng số 3, cũng là một cái dạng toán tương tự, giống như là H2S tác dụng với natri hydroxit thì bây giờ mình đổi lại đó là SO2 tác dụng với dung dịch bazơ. SO2 thì axit tương ứng là axit sulfuro H2SO3. Trong H2SO3 của các em nó cũng có hai hydro nên cũng có khả năng tạo được hai loại muối là muối axit và muối trung hòa. Phương pháp tương tự giống như dạng số 2 là các bạn sẽ tính số mol, sau đó các bạn lập tỷ lệ thức, tìm nó nằm trong cái khoảng nào nhỏ hơn 1, nằm giữa 1 với 2 hoặc là lớn hơn hoặc bằng 2. Ta cũng có trục tỷ lệ thức như sau. Khi mà nó nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì muối tạo thành là muối axit natri hydrosulfit. Chú ý rằng khi mà chúng ta bằng 2 thì muối tạo thành là muối trung hòa natri sulfit, nằm giữa thì sinh ra hai muối. Nếu nhỏ hơn 1 thì chúng ta có thêm SO2 dư và lớn hơn 2 thì có thêm bazơ dư. Bước số 4 là các bạn viết phương trình phản ứng. Nếu tạo thành một muối thì mình viết một phương trình, mà hai muối thì chúng ta viết hai phương trình. Chúng ta sẽ làm ví dụ cho cái dạng số 3 này. Câu số 1. Các bạn nhìn đề câu số 1. Câu số 1 là 4,48 lít SO2 điều kiện chuẩn dẫn vào 300 ml dung dịch natri hydroxit 1M. Vậy biết số mol SO2, số mol natri hydroxit, các bạn nghĩ trong đầu là chúng ta sẽ lập tỷ lệ thức để chúng ta tìm cái sản phẩm nào được tạo thành. Cô có số mol SO2 bằng 0,2, số mol natri hydroxit bằng 0,3. Vậy thì lập tỷ lệ tìm được K nằm trong khoảng 1,5 là nó thuộc lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Suy ra nó tạo thành mấy muối? Tạo thành hai muối là muối natri hydrosulfit và muối natri sulfit. Khi mà tạo hai muối thì các bạn có hai cách làm. Một cách là các bạn bảo toàn nguyên tố natri và bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh để các bạn lập hệ. Hai là chúng ta sẽ viết phương trình phản ứng và chúng ta đưa mol vào. Cô có hai phương trình phản ứng như sau. A mol của natri hydroxit hydrosulfit, B mol của natri sulfit. Chúng ta đưa vào phương trình tính được mol natri hydroxit và SO2 tương ứng. Từ đó ta có hệ phương trình A cộng B bằng mol của SO2 bằng 0,2, A cộng 2B bằng số mol natri hydroxit bằng 0,3. Suy ra được A và B. Đề bài hỏi mình M gam rắn. Vậy M rắn ở bài câu ở ví dụ câu 1 này chính là hai muối natri hydrosulfit và natri sulfit. Các bạn sẽ tính được M chất rắn một cách dễ dàng là nó sẽ bằng 23 gram. Chuyển sang ví dụ ở câu số 2, chúng ta xem coi là câu 2 nó có khác gì so với câu số 1. Chuyển qua câu số 2. Dẫn 4,48 lít khí lưu huỳnh dioxit điều kiện chuẩn vào 64 ml dung dịch kali hydroxit 20%, D bằng 1,05 g trên ml. Tính C phần trăm các chất tan thu được trong dung dịch sau phản ứng. Vậy đối với bài câu số 2 này, nó khó hơn so với câu số 1 ở cái phần tính mol. Các bạn quan sát cách tính mol như sau. Tính mol SO2, chúng ta sẽ lấy V lít khí điều kiện chuẩn chia cho 22,4. Còn mol của kali hydroxit thì khó tính hơn ở câu số 1. Là đề bài cho mình V dung dịch 64 ml, khối lượng riêng 1,05 g trên ml, thì các bạn phải tính được M dung dịch bằng D nhân V. Thì chú ý trong công thức này, V dung dịch đơn vị là ml, chúng ta không đổi ra lít. Sau khi có M dung dịch rồi, chúng ta sử dụng công thức ghép để chúng ta tính được số mol. N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn. M nhỏ chất tan được tính như sau. Lấy M dung dịch nhân C phần trăm chia 100%. Là phần này là tính M chất tan. Chia 56 nữa thì các bạn sẽ tìm được mol chất tan. Có mol chất tan kali hydroxit, có mol SO2 thì bài toán này là bài toán lập tỷ lệ.
chúng ta tìm được tỷ lệ K bằng 1,2. Nó thuộc khoảng 1, 2, suy ra tạo hai múi. Mà nếu như mà tạo hai múi thì các bạn sẽ viết hai phương trình phản ứng và chúng ta gọi ẩn AB lần lượt là mol của từng múi. Đặt A mol, B mol vào phương trình, tính được số mol của SO2 và số mol kali hydroxit. Từ đó, các em sẽ dễ dàng lập được hệ phương trình theo mol SO2 và theo mol kali hydroxit tương tự ở ví dụ câu số 1. Ta tính được A nhỏ bằng 0,16 và B nhỏ bằng 0,04. Trở về câu hỏi của đề bài, yêu cầu tính C phần trăm các chất tan. Nhìn ở bên phải của phương trình, chất tan sau phản ứng gồm có kali hydrosulfide và kali sulfide. Suy ra C phần trăm ở đây nó sẽ có hai giá trị. C phần trăm bằng mờ chất tan chia mờ dung dịch sau phản ứng, mà mờ dung dịch sau phản ứng là bằng tổng khối lượng các chất ban đầu trừ kết tủa trừ khí sau phản ứng. Ở ví dụ câu số 2 này, mình thấy rằng ở vế phải không có kết tủa, không có khí, cho nên các bạn chỉ tính cái mờ dung dịch sau phản ứng là bằng tổng của MSO2 cộng cho mờ dung dịch kali hydroxit. Chúng ta sẽ có được M dung dịch sau phản ứng là 0,2 x 64 cộng với M dung dịch KOH là 67,2 bằng 80g. Từ đó các bạn dễ dàng tính được C phần trăm của hai muối. Và các bạn lưu ý rằng C phần trăm của kali hydrosulfide thì sẽ bằng M của kali hydrosulfide chia cho M dung dịch lúc sau. Tương tự, C phần trăm kali sulfit thì bằng m chất tan của kali sulfit chia cho m dung dịch sau phản ứng. Câu số 1, câu số 2 đều là bài toán lập tỷ lệ thức để tìm được sản phẩm sau phản ứng. Thì chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3, xem câu số 3 có khác gì so với câu số 1 và câu số 2. Câu số 3, các bạn đọc đề. Giật hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí sulfuro vào 500ml dung dịch natri hydroxit. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,7g rắn khang. Vậy ở ví dụ câu số 3, không hề cho mình cái dữ kiện nồng độ mol của natri hydroxit mà chỉ cho mình dữ kiện 16,7g rắn khang. Vậy đây không phải là một bài toán lập tỷ lệ thức. Do đó các bạn phải lý luận. Vậy lý luận như thế nào cho hợp lý? Các bạn quan sát bài giải sau. Cô có được mol SO2 là 0,15 mol. Cô giả sử tạo thành natri hydrosulfide. Cô bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh thì lưu huỳnh trong SO2 sẽ bằng lưu huỳnh trong natri hydrosulfide. Chúng ta tính được giá trị M1 của muối natri hydrosulfide là 0,15 là mol nhân cho M lớn bằng 15,6g. Giả sử chỉ tạo thành natri sulfide thì mình cũng có bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh. Lưu huỳnh trong SO2 sẽ bằng lưu huỳnh trong natri sulfide và tính được giá trị M muối natri sulfide là 18,9. Trong khi đề bài cho mình là 16,7g rắn. Vậy 16,7 nó nằm ở cái khoảng từ lớn hơn M1, nhỏ hơn M2. Vậy các bạn kết luận rằng trong bài ví dụ câu 3 của chúng ta là tạo thành hai muối. Vậy thì chúng ta đã biết tạo thành hai muối rồi thì các bạn sẽ viết cho cô hai phương trình phản ứng. Khi mà viết hai phương trình phản ứng thì tương tự giống như câu 1 và câu 2, chúng ta đặt A mol và B mol lập hệ phương trình. Ở câu 1, câu 2 là lập theo phương trình của mol SO2 và mol của kiềm. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập hệ phương trình theo mol của SO2 và mol của và khối lượng của rắn là 16,7g. Cô có được phương trình như sau. A cộng B bằng số mol SO2 là 0,15. Khối lượng natri hydrosulfide cộng khối lượng natri sulfide bằng 16,7. Giải hệ phương trình tìm được A và B. Sau khi mình có A, B rồi, mình sẽ tính được số mol của natri hydroxit từ hai phương trình là A cộng 2B. Có số mol, các bạn sẽ dễ dàng tìm được nồng độ mol trên lít CM bằng N chia V dung dịch. Mol là 0,2 và V dung dịch là 0,5. Chúng ta đổi ra lít. Khi các bạn sử dụng công thức CM bằng N chia V thì V này bắt buộc là thể tích đơn vị là lít. Cuối cùng, qua 3 ví dụ câu 1, câu 2 và câu 3, chúng ta đã hoàn thành xong cái dạng toán SO2 cộng với kiềm. Thì buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em nhiều sức khỏe và
có tinh thần thoải mái trong vấn đề học online. Xin chào và hẹn gặp lại các em.